Rồi vô. Mời các bạn quay lại với sân cầu Long Phủi Bầu Cát Ba để xem trận đấu giữa hai đội. Bên kia là đầu trọc trung lưới áo đen hồng thấm, áo hồng Thế Liêu. Còn bên này phía sau áo đen Cương Nhỏ, phía áo đỏ phía bên tay phải là Kiều Quanh, còn áo đỏ phía bên tay trái là Kim Anh. Mới vô đã quyết liệt rồi. Trận này là hứa hẹn là sẽ là nhiều pha gay cắn, sẽ rất hấp dẫn. Hay quá. Vừa rồi Kim Anh nó đánh trái xuất không, đó là không thể cản phá. Giờ Kim Anh giao cầu 2-0 Quynh ngoài 3-0. Hứa hẹn là sẽ rất là hấp dẫn này. Nhìn thấy ánh mắt của Kiều Quanh là muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Rồi Quynh đi, Quynh trúng bỏ nhỏ Kim Anh. Quanh không thể cản phá. Đụng ra ngoài cũng đỡ. Quanh nha, giờ rồi đã đánh rất hiểm. Mặc dù là cầu lực thì không mạnh, tuy nhiên là độ hiểm là rất cao. Hồng Thấm dù là kỹ thuật đầy mình nhưng mà cũng đành bó tay. 1-4. Bây giờ là Thí Liễu giao cao. Kiều Quanh, Kiều Quanh, Hồng Thấm, tất cả là trong cãi vào Hồng Thấm tại đô. Không được rồi. 5-1. Đội của Cường Nhỏ với lại Kim Anh, Kiều Quanh là được đánh giá rất cao, là ứng cử viên dành cái đội của Cường Nhỏ là ứng cử viên số 1 dành chức vô địch tranh giải cái nón lá cầu lông ngoài trời. Thì giải thưởng cao nhất dành cho cầu lông ngoài trời là cái nón lá. Bây giờ đội của Cường Nhỏ là đang dẫn điểm là 7-1. Kiều Quanh giao cầu, Thí Liễu, bùm. Đó là lý do là Thí Liễu ở trong cái hội cờ giờ lâu ngày mà không có, chưa có rời khỏi hội, là vậy đó, thành viên kỳ cựu của hội cờ giờ. Còn cờ giờ là gì thì đến ngay cả Thí Liễu còn không hiểu, nhưng mà ở đây đa số người đều hiểu. Quynh hay quá, công nhận cái quả ra tay đó là mới là cái trái quyết định, đó là mới là chuẩn mực đấy. Bùm cái là trông như là không kịp trở tay, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Rồi xong. Tỷ số hiện tại là 10-1. Một tỷ số mà không có gì bất ngờ. Tuy nhiên là mặc dù vậy thì trận đấu không phải vì cái tỷ số này mà nhàm chán. Trận đấu đang diễn ra vô cần hấp cũng chẳng nha. Đây Kim Anh, Kim Anh dân này quýnh rất là xuất sắc nha. Đâu rồi, không bao giờ làm khó được đâu. Cường nhỏ không bao giờ làm khó được Cường Nhỏ luôn. Hay quá Cường Nhỏ ơi. Hay đó là Thí Liễu, người vừa quanh hụt cầu là Thí Liễu. Kiều Quanh à, đó đội bên này hả, nhìn có vẻ là không được hiểu ý. Đội bên này cần phải rượu chè rồi vô, nhậu nhẹt rồi vô. Mạnh Dung Thế ơi, đúng rồi, mới vừa nói xong Thí Liễu đã ra tay quyết đoán rồi. Ăn nhậu vô, tâm sự nhiều vô để mà hiểu nhau hơn. Quýnh như vậy là chứng tỏ là độ bia độ rượu là hơi bị thấp ở cái đội bên này. Thấm giao cao, Kiều Quanh nhìn nè, nhìn Kiều Quanh nè, hay quá. Thực sự là 5/2, 5/may trong quả cầu vừa rồi. Đây hay lắm nè, đó trái đó mới hay nè. Sao ăn được không? Ăn trái này mới hay nha, không ăn là không hay đâu nha. Ô không được rồi. 4-14. Hiện tại tỷ số đang là 4-14. Quên xem nào. Đâu Kỳ Quên rung thăm tất cả trong cãi vào coi. Ôi không được rồi. 5-4, 15-4.
ngôi sao TikTok. Đây rồi. Đâu, 4, 5, 5. Xử lý luôn. Ừ, mặc dù trái đó thì đối với Hà thì bình thường, mà đối với Cường thì hơi khó. Chuyện đó là cũng bình thường thôi, không có gì. Ồ, trái đó đây, đây Hà thì như là ghi điểm luôn. Mà nói chung cũng hơi khó luôn, cũng đành chịu thôi. Sao ai giống ai được, quýnh luôn. Tốt, không biết tốt hay không. Tôi là bình luận viên kim trọng tài, nhưng mà nói xa quá. Mắt này là không phải là thiên lý nhãn, mà chỉ là chỉ có là 10 mét nhãn thôi. 10 mét nhãn thì chỉ đủ xem trong phạm vi 10 mét. Giờ nó quá 10 mét sao tôi thấy được. Thông cảm nha. Tốt câu. Đội bên này có vẻ nản lòng nha. Đội này là tinh thần thể thao là không có đó. Chỉ có tinh thần gì chứ còn tinh thần thể thao là thấy là không được rồi. Không có sự quyết tâm gì ghi gớm. Làm lay qua đội bên kia luôn. Trận đấu càng về cuối càng cần gói. Trận đấu này càng về cuối càng cần gói nè. Thêm cái mền nữa mới được. Ừ, đâu. Que. Lâu lắm rồi sân cầu này mới thấy một quả que, que thành công. Ve cầu. Đâu chị Minh. Chị nhỏ. Ôi, nghiêng người quá rồi, giành của người ta. Về phải xem lại viết bản kiểm điểm. Gấp. Từ ngày mà. Đó. Ngoài. Như vậy là trận đấu đã kết thúc rồi. Đội Cường Nhỏ Kim Anh kêu quanh giành chiến thắng rồi. Ủa, hết rồi.